Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất đề xuất của Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội về mức hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Theo đó, các hộ gia đình trong và ngoài khu vực cách ly y tế đều được cấp hỗ trợ 10 kg gạo một nhân khẩu một tháng. Người trong khu vực cách ly được hỗ trợ 40.000 đồng một người một ngày để bảo đảm đời sống trong thời gian thực hiện cách ly y tế. Tiêu chí xét chọn các hộ khó khăn sẽ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể đến các địa phương.